Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh cùng học tiếng Việt với Thảo. Today we're going to do one reading comprehension. Giao thông ở Hà Nội. Ở Hà Nội, hệ thống đường giao thông chiếm khoảng 3,5% diện tích thành phố. Đường phố nhỏ hẹp, đặc biệt là đường trong khu phố cổ ở trung tâm thành phố. Tỷ lệ người đi lại bằng phương tiện giao thông riêng, xe đạp, xe máy, ô tô rất cao, 250 xe trên 1.000 người. Xe máy và xe đạp chiếm 85% số lượng phương tiện giao thông. Trước năm 1995, xe đạp chiếm tỷ lệ 61%, nhưng hiện nay xe máy phổ biến hơn, chiếm 75%. Xe ô tô cá nhân ở Hà Nội còn ít, chỉ chiếm 5% theo điều tra năm 2004. Vì mức sống của người dân Hà Nội còn thấp, giá xe ô tô ở Việt Nam quá cao và đường phố Hà Nội nhỏ hẹp, không thuận tiện cho xe ô tô. Đến cuối năm 2004, có 147.000 xe ô tô mới ở Hà Nội, trung bình 20 xe trên 1.000 người. Tuy nhiên, Lượng xe ô tô cá nhân mỗi năm đang tăng thêm từ 20 đến 30%. Năm 1992 chỉ có 3,9 triệu lượt người đi xe buýt. Đến năm 2000, xe buýt chỉ đáp ứng 4% nhu cầu đi lại của người dân vào loại thấp nhất Đông Nam Á. Từ năm 2001, chính quyền thành phố nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, mua các xe buýt mới, tăng số lượng xe buýt xe buýt chạy đúng giờ hơn, giá vé rẻ hơn. Đến năm 2005, đã có 300 triệu lượt hành khách đi xe buýt, theo Asia Chance. And now, we will answer the question. Exercise 1. Đánh dấu tích vào trước ý đúng. A. Hệ thống đường giao thông chiếm 3,5% diện tích thành phố Hà Nội. B. Hiện nay, tỷ lệ xe máy ở Hà Nội chiếm 75%. C. Năm 2005, số hành khách đi xe buýt là 300 triệu lượt người. Bài tập 2, trả lời câu hỏi. A. Đường phố Hà Nội như thế nào? Đường phố Hà Nội nhỏ hẹp, đặc biệt là đường trong khu phố cổ ở trung tâm thành phố. B. Phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Hà Nội hiện nay là gì? Xe máy. C. Năm 2005 có bao nhiêu lượt người đi xe buýt? Có 300 triệu lượt người đi xe buýt. D. Vì sao ngày càng nhiều người đi xe buýt? Vì hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp, có thêm xe buýt mới, số lượng xe buýt cũng tăng lên. Xe buýt chạy đúng giờ hơn, giá vé rẻ hơn. E. Vì sao Hà Nội có ít xe ô tô cá nhân? Vì mức sống của người dân Hà Nội còn thấp, giá xe ô tô ở Việt Nam quá cao, đường phố nhỏ hẹp không thuận tiện cho xe ô tô. Bài tập 3. Giải thích các con số sau. Mẫu 3,5% đó là tỷ lệ hệ thống đường giao thông ở Hà Nội so với diện tích thành phố. A. 250 xe trên 1.000 người. Đó là tỷ lệ người đi lại bằng phương tiện giao thông riêng ở Hà Nội. B. 61%. Đó là tỷ lệ xe đạp trước năm 1995. C. 75%. Đó là tỷ lệ xe máy hiện nay. D. 300 triệu. Đó là số lượt hành khách đi xe buýt đến năm 2005. E. 147.000. Đó là lượng xe ô tô mới ở Hà Nội đến cuối năm 2004. Thank you for watching my video. And if you like the video, please click like and subscribe to my channel. Thank you very much, and see you in the next one. Bye bye.